Ê lô anh em nhìn là thanh niên của năm này chịu khó chưa? À, muối dưa muối cà các kiểu luôn anh em nhá. Này trộn mùi lăng xê để bỏ vào tủ anh em nhá, cất đi. Trong tủ hết mùi lăng xê rồi. Để khi nào để lúc nào lười thì đi câu anh em nhé. Nào lười thì lấy ra luôn đi câu. Chỗ này 1 cân khoai lang này, 1 cân khoai lang luộc này, 3 quả chuối tây, chuối tây chín anh em, kiếm cái loại mà nó chín đều như này này, đang ốm nói tiếng nó hơi khác anh em. Ai. Cái này thì thực ra thì cũng chả có trò gì thì quay thôi, cái này thì cũng quay nhiều rồi. Ô thôi, cái quả này vẫn xanh thế. Cái tầm như này nó không ăn thua đấy nha mà. Nó chín mềm cái kìa. Cân khoai lang 3 quả chuối tây, 2,5 gói chấp tàu, 1 cân khoai lang 3 quả chuối tây. À, cái mồi mình bán cho anh em. Giờ mình không trộn bán cho anh em nữa nhé. Nên là cũng chẳng biết nói kiểu gì, cái mồi này thì anh em lấy đậu tương rang với lạc anh em thay thế đi. Thử xem nào. Một chén, hai chén, ba chén. Hôm nay chơi đậm cho 3 chén, 2 chén là được rồi, cho 3 chén đấy. Trước thì mình có bán cái mùi này nhưng mà giờ mình không bán nữa anh em nhé. Lười trộn lắm rồi. Đợt trộn cuối cùng là cách đây khoảng mấy hôm mình gửi cho bạn Thuyến ở dưới Thái Bình 1 cân thôi, còn này mình để mình câu không bán thôi anh em. Bạn Thuyến là bạn ấy lấy quen của mình rồi. Anh em có thể lấy cái gì để thay, ví dụ như kiểu là đậu tương mấy lạc rang vàng xay mịn đi, anh em lấy cái đấy thay thế đi, mình nghĩ chắc cũng ok thôi, chẳng vấn đề gì. Có 1 quả chuối nó hơi sống anh em ạ, hoặc là anh em cũng có thể lấy cám trứng xay thay thử mồi mình xem nó nào, còn lại 3 thứ kia thì anh em giữ nguyên. Giờ tự dưng lười chả muốn trộn bán cái mồi lăng xê đấy nữa rồi, nó bán cho một vài anh em cũ mà thôi, chả bán nó cũng không đáng bao nhiêu tiền anh em ạ, tính ra lãi rồi hả, trộn cặm cụi cả người cả viết cái lãi là 20.000 cân mà.
làm nó vui, giờ không thích thì thôi không làm nữa anh em. Còn lăng xê thì vẫn còn, lăng xê thì vẫn còn mét nhè. Cái mồi này củ chuối mỗi cái bóp khoai cho nó nhuyễn ra thôi. Nhiều anh em bảo sao không xay khoai trước, nhưng mà nếu mà có cái máy như kiểu máy xay trứng cắm chim hoặc máy xay thịt thì đút vào mà nó xay tất ra thì nó đều thì nó ok hơn. Như dầm khoai trước thì đến lúc mình bóp vào tất cả các thứ nó cũng không đều bằng mình bỏ khoai vào như này mình bóp anh ạ. Này mình trộn nhiều anh em nhé. Lười đi câu hôm nay đi câu lăng xê được 2 buổi đấy, mình để nếu mà để mỗi đi câu lăng xê không thì được 2 buổi, 2-3 buổi rồi đấy. Này thì tranh thủ những cái lúc mà có hứng, lúc những lúc mà rảnh thì mình trộn sẵn thôi. Cái này không phải là trộn lai dai để mà câu giờ để cho anh em xem, mà thực sự là cái khoai là cần phải bóp càng nhuyễn càng tốt anh em ạ. Bóp nhuyễn ra thì mồi nó mới mịn được. Cái này anh em mà muốn trộn trước như mình như này này thì anh em cứ trộn xong để nguyên xi tơi như này, anh em cho lên ngăn đá thế thôi. Và giờ đi câu số lượng bao nhiêu thì anh em lấy dao chặt ra hoặc là lấy bao nhiêu đấy thì bỏ ra thôi, giã đông ra và đi chiến thôi. Chỉ đơn giản mình có thời điểm mình để đến hơn 2 tháng câu ok lắm, không vấn đề gì cả. Là cái này là nó tiện anh em ạ. Loanh quanh lắm lúc ấy cũng muốn trộn mồi mà lắm lúc để cũng chả muốn trộn mồi, cái mồi lăng xê để bán đấy, thấy nó lách cách để chả trộn nữa anh em ạ, anh em thông cảm. Giờ trộn để câu thôi, cái mồi bột đấy chứ không phải mồi này đâu anh em nhé, mồi bột vàng vàng trắng trắng đen đen lúc nãy đấy. Mồi bột đổ mình đổ cuối cùng đấy. Mồi bán anh em 200 một cân đấy. Một cân đấy thì câu mấy chục buổi ấy, tính ra khoảng 10.000, không đến 10.000, 7.000 một buổi. Mồi của mình đi câu một buổi mất chi riêng cái mồi mình mất khoảng 7.000, vẫn quá rẻ. Bán này mỗi hôm cân 2 cân tuần 5-6 cân lách cá lách cách không muốn trộn này, mất công đôi khi thì nó mất công mất việc anh ạ. Mình gợi ý mấy cái đấy thì anh em thử làm thử thay thế đi. Thế còn anh em bảo là chia sẻ cái mồi đấy cách trộn như nào thì không chia sẻ đâu anh em ạ. Ví dụ như kiểu bây giờ anh em cứ ra bảo mấy ông quyền mấy ông bán mồi quyền dâu hoặc là mấy cái mà người ta có thương hiệu người ta đóng gói đấy, rồi anh em ra hỏi xem người ta trộn những cái gì, người ta có nói không, có ai người ta nói cho bạn hướng dẫn này, hướng dẫn đi. Ví dụ bây giờ cứ anh em cứ đi hỏi mấy cái ông trộn mồi thì ông mấy cái ông ấy đóng gói thính ông bán ông có thương hiệu rồi đấy, bảo các ông ấy hướng dẫn trộn những cái đấy, các ông ấy có hướng dẫn không, còn lâu cần câu cơm người ta làm sao người ta hướng dẫn được anh em. Mình không phải là cần mình không phải là chuyên kinh doanh đấy, nó không phải cần câu cơm, nhưng mà thôi
giữ lại một cái gì đấy để hơn một số anh em đi, chứ còn hơn tất thì không thể hơn được. Có thể là đối với mình câu cái mồi mình trộn đấy thì nó cũng lên cá nó cũng hợp lý thôi đối với mình, nhưng mà có thể là đối với anh em khác thì nó cũng bình thường, nó cũng chả đâu đâu cả anh em này. Thấy có đúng không? Mình đang ốm 4-5 hôm rồi, mai chưa khỏi, mỗi cái cặp cũ nó không khỏi. Thuốc thì toàn, bây giờ sợ nhất là đi ra hiệu Tây mua ba cái loại thuốc Tây vào vận. Bán thì chả khỏi, người ta có bán thập cẩm chí khơn để lấy tiền. Nếu mẹ thuốc cúm ngày xưa mua 50-70 khỏi, giờ đi ra mua đến 300-400 nghìn không khỏi. Khốn nạn thật. Rồi anh em, này là ok rồi đấy. Nghĩ là khá ổn rồi. Đấy, tơi này, mồi này rất chi là ngon này. Mình cảm nhận trộn mồi như này là rất chi là ngon này. Đấy, đơn giản bốn thứ đấy thôi. Một thứ là mồi của mình nhưng mà mình không bán nữa rồi. Mình gợi ý anh em thay thế bằng những cái khác nữa rồi. Còn chuối, chắp tàu, khoai lang thì anh em sẽ tự mua. Mua đâu cũng được. Này mà mang đi cầm tần này mồi mang đi đánh lục thì mình cũng nghĩ là chả bao giờ món đâu. Hôm nay là mình trộn mồi để đánh lăng xê thôi. Này cho thêm bát con xốp nữa mang đi để nguyên như này, thả xuống đánh lục không phải 5 cục 5 kiếp thì anh em nghĩ có lên cá không? Lên chắc luôn. Tại vì có một lần mình đi câu hồ 300 mình cũng thử trộn một ổ như này rồi. Mình đi mình đánh rồi, cũng lên cá ha. Nên cá cái gì tẩm của nổ luôn. Lấy mồi lăng xê mà mang đi câu lục thì kinh điển rồi anh em ạ. Đừng đừng hỏi. Chỗ này để câu thôi. Khi nào mà nổi hứng mà hết mồi lăng xê trong tủ lạnh rồi thì lại cứ trộn thôi. Hôm nay là thứ năm như vậy, thứ năm ngày bao nhiêu thì tháng 12, loằng ngoằng sắp Tết đến nơi rồi. Ok, xong rồi anh em. Cho tôi bóng thôi. Rửa qua cái tay đi cái không qua nó là cô em nó câu ở dưới hồ, bớt lại tí à, tối cho nó. Ok, bao nhiêu đây, còn bao nhiêu bỏ tủ lạnh anh em. Đây thôi, à, mình cho tủ lạnh để câu dần thôi nha. Đó.
Đây còn con rô phi này, rô phi khoảng cân 6 cân 7 thôi. Tủ lạnh rất gì là sạch nhỉ? Xử lý gần hết cá rồi, còn đúng con rô phi chưa ăn thôi anh em. Mấy hôm rồi ăn liên tội cho nó hết cá đi. Thịt lợn đang đắt cứ cá mà giá thôi. Ok, đó. Khi nào đi câu thì bỏ giá đông cho tôi. Rồi, ok, hẹn gặp lại anh em ở các cái video sau.